một lớp trích đoạn trong vở tuồng Tìm Em Nơi Đâu. Tại sao em lại đến đây? Em đến đây là để gặp anh lần sau thôi. Rồi em sẽ theo chồng. Thôi em đừng nói nữa. Em hãy về đi. Vì lạc ở đây hai ta mỗi đứa một phương trời, chiếu diễn thì em mới lưu luyến mà chỉ yêu thương để làm gì, rồi tình cũng chia ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ đừng sâu. Jack.
chẳng nghe anh xin hiểu cho gửi lại em với tất cả của